ngồi như thế đấy là ngồi sổ uống trà chanh. Đây là uống trà thưởng bánh. Nào. Bên cạnh có ngô. Anh em đánh gì ạ? Đấy. Có nhiều đang check in đi ăn anh em đánh gì ạ? Còn đây cà phê sang chảnh nhá. Trà chanh ra tay. Lớn lên. À. Chứ rồi không có đấy đắp. Tại đắp bằng tay à? Đắp bánh bằng tay nó à? Có một cái đắp đây nhưng mà nó vứt đâu rồi? Đây 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 là vờ còn kéo rồi xong. Vâng xin. Hôm nay là gặp đang ăn trà chanh ra tay. Ăn đi ạ? À, để đấy, đấy, đấy mình thưởng trà đã, mình thưởng trà đã. Ăn đi. Uống đi ạ. Phải nhỉ? Rồi đâu đâu cứ ốc ốc nào. Uống đi uống đi. Mày nhớ cái gì cô gái đang phải không? Cô gái đang phải. Ngon trà ngon tôi thưởng rồi. Anh không bổ nữa. Không có rồi. Mẹ bơm nó vào nhá. Để em món cho anh ạ. Cái bộ trà bánh này còn cái gì nữa không nhỉ? Còn ngon đúng không ạ? Ngon. Ăn bánh đi ạ. Cười gì mà cười ạ? À? Người thưởng trà bánh thì ta cuộc sống thượng lưu, người ta không cười hớ hớ như thế đâu. Mình phải cười phải trách nhiệm vào. Mình ở tầng trung, dưới thượng lưu, trung lưu đúng không? Anh là hạ lưu. hạ đẳng. Cay vãi, đi về đi. Bộ rồi. Ăn xong thì dọn lại đi ạ. Ủa, ở đây chúng tôi chưa phục vụ. Ở đây chúng tôi chưa phục vụ ạ. Mời dọn lại ạ. Không phải như thế. Bỏ hết bánh ra.